Xin chào tất cả các em. Em thân mến, hôm nay cô Loan sẽ hướng dẫn các em văn bản đọc hiểu thứ nhất trong bài học số 1 Tôi và các bạn. Đó là văn bản bài học đường đời đầu tiên trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hay quý thầy cô giáo, thấy hay hãy đăng ký kênh cho cô Loan. Một hành động nhỏ, nhấn nút đăng ký kênh, chỉ vài giây thôi nhưng làm cô Loan vui cả ngày. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh cho cô Loan. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, cô cùng với các em đi theo các bước. Bước thứ nhất là bước khởi động. Bước thứ hai, đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Bước thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá văn bản. Bước bốn là tổng kết những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Bước 5, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm các bài tập, thực hành, luyện tập, viết kết nối với đọc. Và bây giờ, cô cùng với các em sẽ đi tìm hiểu từng phần. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là phần khởi động. Với phần khởi động này, các em hãy chia sẻ những điều các em cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng khi nghĩ về bản thân. Hay các em có thể chia sẻ với bạn về một chuyện đáng nhớ mà em đã từng trải qua. Các em thân mến, cuộc sống của mỗi người là một chuỗi những trải nghiệm. Có trải nghiệm tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc. Có trải nghiệm mang đến kinh nghiệm. Và cũng có trải nghiệm đã để lại sự nuối tiếc, say dứt. Tất cả đều là bài học quý giá trong hành trình khôn lớn và trưởng thành của chúng ta. Và hôm nay, các em sẽ được trải nghiệm về những cái bài học đáng quý ấy qua một chuyện đồng thoại. Đó là văn bản bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau vào nội dung chính của bài học. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Về đọc văn bản, các em chúng ta chú ý đọc to, rõ ràng, giọng đầy kiêu hãnh khi miêu tả về vẻ đẹp của giấy mèn. Đoạn trêu chị Cốc đọc với giọng hách dịch. Khi kể về cái chết của giấy trót thì với giọng buồn và hối hận. Để quá trình tìm hiểu văn bản của các em được dễ dàng, và sau đây cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta một đoạn văn bản. Các em chú ý lắng nghe và theo dõi đọc trong sách giáo khoa bài học đường đời đầu tiên trang 12. Bài học đường đời đầu tiên, trích giấy mèn phiêu lưu quý của nhà văn Tô Hoài. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mấm bóng, những cây vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa đi qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. Hai cái răng đen ngánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạc như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Như vậy, các em chúng ta vừa nghe cô đọc mẫu một đoạn trong văn bản bài học đường đời đầu tiên. Các em sẽ luyện đọc cái văn bản này thật kỹ ở nhà nhé. Khi đọc văn bản này, có một số những cái từ ngữ khó được chú thích ở dưới chân trang sách, các em cần phải chú ý cho cô. Cô ví dụ như một vài từ ngữ khó như là mẫm, mẫm ở đây tức là béo tròn và đầy đặn. Hủn hoãn là ngắn đến mức khó coi. Còn vũ là múa, ở đây có nghĩa là vỗ cánh. Hùng dũng có nghĩa là mạnh mẽ, hiên ngang, can đảm và mạnh bạo. Hay là rún rẩy, rún rẩy là chuyển động nhẹ theo chiều lên xuống nhịp nhàng.
Tợn có nghĩa là bạo dạn đến mức là liều lĩnh không biết sợ hãi là gì. Cà khịa là cố tình gây sự để đánh nhau, cãi nhau. Ho he đó là tỏ ý muốn chống lại. Hay là sốc nổi. Sốc nổi ở đây là hăng hái nhưng mà thiếu cái chín chắn. Còn ngụ tức là ở, là sinh sống. Như vậy, các em chú ý một số những cái từ ngữ khó mà chúng ta được chú thích ở dưới chân trang sách. Và sau khi đọc xong văn bản, các em sẽ cùng cô chuyển sang phần thứ hai, đó là phần tìm hiểu chung. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái vấn đề quan trọng liên quan đến văn bản bài học đường đời đầu tiên. Các em sẽ đọc phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa và nêu những cái hiểu biết của mình về tác giả Tô Hoài. Đấy, chúng ta nêu những cái hiểu biết của các em về tác giả Tô Hoài. Như vậy chúng ta nhìn lên màn hình. Tác giả Tô Hoài. Tô Hoài sinh năm 1920, mất năm 2014. Tên khai sinh là Nguyễn Sen. Quê quán của ông đó là ông ở Hà Nội. Ông viết văn từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi. Và cái tác phẩm chính đó là gì? Võ sĩ bọ ngựa, rồi dê và lợn, rồi đôi di đá, rồi là dế mèn phiêu lưu ký, đảo hoang, chuyện nỏ thần. Đấy, như vậy thì các em có thể tìm đọc một số cái tác phẩm nổi tiếng của ông. Về tác phẩm dế mèn phiêu lưu ký, đoạn trích bài học đường đời đầu tiên. Đó là gì? Tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký được sáng tác năm 1941, là truyện đồng thoại dành cho lứa tuổi thiếu nhi, là một tác phẩm mà được dịch ra 40 thứ tiếng ở trên thế giới. Đấy, các em chúng ta chú ý, một cái tác phẩm mà được dịch ra 40 thứ tiếng trên thế giới, gồm 10 chương. Chương 1 kể về lai lịch và bài học đường đời đầu tiên của dế mèn. Chương 2 và chương 3 kể chuyện dế mèn bị bọn trẻ con bắt đi chọi nhau với các con dế khác. Mèn trốn thoát và trên đường về thì gặp chị nhà trò, bị sa vào lưới của bọn nhện độc ác. Và mèn đã đánh tan cái bọn nhện và cứu chị nhà trò yếu ớt. Từ chương 4 đến chương 10 kể về cuộc phiêu lưu của mèn và chuỗi người anh em kết nghĩa, nguy hiểm, vất vả nhưng mà đầy ý nghĩa. Chúng ta có thể tìm đọc toàn bộ tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, đoạn trích bài học đường đời đầu tiên. Về thể loại, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là chuyện đồng thoại nổi tiếng nhất của nhà văn Tô Hoài. Về phương thức biểu đạt chính ở đây đó là tự sự. Ngôi kể ở đây là ngôi thứ nhất, là xưng tôi. Về bố cục thì cô có thể chia là bố cục như sau. Phần 1, từ đầu cho đến sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Nội dung của phần này đó là cái bức tranh tự họa của dế mèn. Phần 2 là phần còn lại. Nội dung của phần còn lại này nói về bài học đường đời đầu tiên của dế mèn. Như vậy, các em chúng ta cần nắm được cái bố cục để chúng ta đi tìm hiểu văn bản một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ sang phần tóm tắt. Như vậy, tóm tắt văn bản, bài học đường đời đầu tiên kể về chàng thanh niên mạnh khỏe, cường tráng, dế mèn. Còn trẻ lại thông minh, đẹp mã. Dế mèn rất tự tin về bản thân. Dù vậy, cậu lại chẳng mấy được lòng hàng xóm và bạn bè. Vì cái tính cách kiêu căng, khó chịu, hỡm hĩnh và sốc nổi của mình. Những cái trò chọc phá người khác của dế mèn luôn khiến người khác khó chịu. Và một lần, khi dế mèn bày trò trêu chị Cốc, đã dẫn đến cái chết thảm thương cho cậu bé dế chót nhỏ bé và tội nghiệp. Cái sự kiện đau lòng đó là một bài học đường đời đầu tiên của dế mèn. Hoàn toàn cảnh tỉnh đã khiến cậu nhận ra sai lầm của bản thân và sửa chữa để không còn kiêu căng sốc nổi như trước. Đấy là tóm tắt văn bản. Như vậy để hiểu kỹ hơn về nội dung và nghệ thuật cũng như các chi tiết cụ thể thì chúng ta cùng với cô sang phần khám phá văn bản.
Và đó cũng là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là các yếu tố của chuyện đồng thoại. Như vậy thì các em xác định cho cô người kể chuyện, nhân vật, lời kể chuyện, rồi là lời nhân vật, và nêu các cái sự việc chính của đoạn trích bài học đường lời đầu tiên. Đấy, như vậy chúng ta sẽ lần lượt đi xác định. Về người kể chuyện, người kể chuyện đó là gì? Dế mèn, tức là người kể chuyện xưng tôi và tự kể lại câu chuyện của chính mình và những gì mà mình chứng kiến. Còn về nhân vật, thì gồm có các nhân vật như là dế mèn, dế chót, chị cốc, anh gọng vó, chị cào cào. Và nhân vật dế mèn là nhân vật chính. Đó. Còn lời người kể chuyện ở đây, đó là cái phần thuật lại các sự việc trong câu chuyện. Còn lời nhân vật tức là cái lời nói trực tiếp của nhân vật trong câu chuyện. Về các cái sự việc chính, sự việc thứ nhất là dế mèn là một chàng dế khỏe mạnh, cường tráng, rất tự tin về bản thân và kiêu căng sốc nổi. Sự việc thứ hai đó là dế chót thì hiền lành, yếu đuối, và dế chót đã nhờ dế mèn giúp đỡ nhưng mà dế mèn đã tỏ thái độ trịch thượng, từ chối thẳng thừng và không quan tâm. Cái sự việc chính thứ ba đó là dế mèn đã bày trò chọc chị cốc, dẫn đến cái chết thương tâm cho dế chót. Và sau cái chết của dế chót thì dế mèn đã nhận ra được cái sai lầm của bản thân và đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình. Đấy là các sự việc chính, gồm có 3 sự việc chính. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là nhân vật dế mèn. Về nhân vật dế mèn, về đặc điểm ngoại hình và hành động tính cách của nhân vật dế mèn. Như vậy, các em sẽ thảo luận để tìm hiểu đặc điểm ngoại hình, hành động, tính cách của nhân vật dế mèn. Như vậy, yêu cầu đó là tìm hiểu về đặc điểm ngoại hình, hành động, tính cách của nhân vật dế mèn. Thì dế mèn tự miêu tả về hình thức của mình như là gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu là vuốt này, càng rồi này, cánh này, răng, rồi là cái hành động của dế mèn thì như thế nào, và dế mèn lại tự đánh giá về bản thân mình như thế nào, và cái quan hệ của dế mèn với hàng xóm. Đấy, như vậy các em chúng ta thảo luận những cái nội dung đó, và cái thời gian thảo luận ở đây là 5 phút. Nào, như vậy các em chúng ta, cô sẽ hướng dẫn các em đi hoàn thành cái phiếu học tập này. Như vậy, tìm những cái chi tiết thể hiện ngoại hình, hành động, ngôn ngữ và tâm trạng của nhân vật dế mèn. Và từ đó, trên cái cơ sở đó thì nhận xét về tính cách của dế mèn. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ngoại hình. Như vậy về ngoại hình thì chúng ta thấy đôi càng thì như nào? Càng thì mẫm bóng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Còn gì? Vuốt thì cứ cứng và nhọn hoắt. Đấy. Đôi càng tôi mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Đấy, cứng và nhọn, đúng không nào? Rồi, cánh thì như nào? Cánh thì dài đến tận chấm đuôi, một màu nâu bóng mỡ. Đấy, cái cánh thì dài. Nào, còn đầu thì sao? Đầu thì to. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, trông rất bướng. Đấy, đầu to và rất bướng. Đúng không? Còn râu thì như nào? Sợi râu tôi dài uốn cong, rất đỗi hùng dũng. Đấy, râu dài và cong, đúng không? Như vậy chúng ta thấy về ngoại hình thì đây là một chàng dế thanh niên cường tráng. Đấy, còn về hành động thì sao? Còn về hành động là gì? Nhai ngoàm ngoạc. Đấy, cái hành động. Rồi là gì? Hành động là đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Đấy, tôi đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Rồi là gì? Y như nhát dao vừa lia qua. Đấy. Rồi là gì? Vũ lên giòn giã. Đấy, mỗi lần tôi vũ lên. Đấy. Rồi là đi đứng thì như nào? Đi đứng thì oai vệ. Đấy. Rồi một cái hành động nữa đó là gì? Trịnh trọng vuốt râu. Đấy, cái râu dài uốn cong và trịnh trọng vuốt râu. Và một cái hành động của dế mèn nữa đó là gì? Cà khịa, rồi là quát tháo, rồi đá nghẹo, đúng không? Cà khịa. Đấy,
cà khịa với bà con trong xóm, quát tháo, đá ghẹo anh gọng vó. Đấy, đó là những cái hành động của dì mẹ. Còn cái tính cách của dì mẹ thì sao? À, là gì? Tôi tợn lắm. À, tôi cho tôi là giỏi. Đấy, rồi là gì? Tôi tưởng lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. À, càng tưởng tôi là một tay ghê gớm. Đấy, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Đấy, quan hệ với bà con hàng xóm đó là gì? Cà khịa, rồi quát chị cào cào, đá quẹo anh gọng vó. Đấy, qua những cái ngoại hình, cái hành động, cái tính cách của dế mèn thì chúng ta thấy dế mèn là một chú dế như nào? Khỏe mạnh, cường tráng và tự tin. Đây là cái nét đẹp của dế mèn. Khỏe mạnh, cường tráng, tự tin. Và gì? Tự hào về mình bao nhiêu thì dế mèn tỏ ra coi thường dế chót bấy nhiêu. Dế mèn còn mang dế chót ra là gì? Làm đối tượng để thỏa mãn cái tính tự kiêu của mình. Đấy. Và chúng ta thấy dế mèn kiêu căng, tự phụ, xem thường mọi người, rồi hung hăng, hống hách, sốc nổi. Đây là những cái nét chưa đẹp của dế mèn. Đó. Như vậy chúng ta thấy qua cái đoạn mà bức tranh tự họa của dế mèn, chúng ta thấy nghệ thuật ở đây đó là miêu tả nhân hóa và cái giọng kể thì gì? Kiêu ngạo. Đấy, cái giọng kể kiêu ngạo. Chúng ta sang phần B, đó là lời nói, hành động của dế mèn với dế chót. Như vậy thì cái lời nói, cái hành động của dế mèn đối với dế chót về cái cách xưng hô thì như nào? Xưng hô đối với dế chót là gì? Chú mày và ta. Đấy, ta nào biết được. Chú mày, đúng không nào? Và cái lời dế mèn miêu tả ngoại hình của dế chót đó là gì? Miêu tả anh bạn dế chót của mình đó là như một gã nghiện thuốc phiện. Đấy, rồi là cánh thì ngắn cuốn, râu thì bột máu, mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi là gì? Chê dế mè dế chót đó là chú mày hôi như cú mèo. Đấy, chú mày hôi như cú mèo. Và gì? Chê bai nhà cửa và cái lối sống của dế chót đó là gì? Cẩu thả tình toàn. Đấy, chê bai. Cái việc mà dế chót muốn đào cái ngách sang nhà đó là phòng khi có kẻ nào mà bắt nạt thì chúng ta thấy dế chót đã tự được cái ý thức, được cái sức khỏe của bản thân và nghĩ rằng dế mèn là một người hàng xóm tốt bụng, có thể là chia sẻ, giúp đỡ được mình khi mà khi gặp hoạn nạn. Nhưng mà sao? Nhưng mà ở đây dế mèn đã từ chối cái lời đề nghị giúp đỡ của dế chót và gì? Nói một câu: đào tổ nông thì cho chết. Đấy, các em thấy đào tổ nông thì cho chết. Như vậy chúng ta thấy cái nghệ thuật ở đây đó là cái miêu tả, cái lời nói trực tiếp và một cái thái độ kịch thượng, chê bai dế chót. Và chúng ta thấy dế mèn rất là ích kỷ, ngạo mạn và có một cái thói xấu đó là bắt nạt những kẻ yếu, bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Thấy dế chót yếu, yếu ớt để, rồi là quát tháo, rồi là đào tổ nông thì cho chết, và từ chối thẳng thừng luôn. Đấy, như vậy chúng ta thấy là vì dế mèn là mới lớn, sống trong một thế giới nhỏ bé và quanh quẩn gồm những cái người mà gì hiền lành, nên là lầm tưởng cái sự ngông cuồng của mình đó là cái sự tài ba. Đấy, như vậy chúng ta nhận xét về nhân vật dế mèn. Dế mèn là một chàng dế thanh niên trẻ trung, yêu đời, tự tin, nhưng mà vì cái tự tin quá mức về cái vẻ bề ngoài của mình và cái sức mạnh của mình, nên là dẫn đến là gì? Kiêu căng, tự phụ, hống hách và cậy sức để bắt nạt những kẻ yếu. Đấy, cậy sức bắt nạt những kẻ yếu. Chúng ta sang phần C, đó là gì? Cảm xúc, suy nghĩ của dế mèn khi mà trêu chị Cốc và chứng kiến cái chết của dế chót. Đấy, khi rủ dế chót trêu chị Cốc, huênh hoang không nghĩ gì đến hậu quả. Đó là gì? Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Rồi là gì? Dương mắt ra mà xem, tao trêu con bộ Cốc đây này. Đấy, như vậy thì khi bày trò trêu chị Cốc thì rất là huênh hoang và thách thức. Đấy, còn khi mà chị Cốc phát hiện ra thì như nào? Sợ hãi, chui tập vào hang, đúng không nào?
sợ hãi và chua tọt và ham. Khi mà chứng kiến cái chết của dế Toát thì dế Mèn như thế nào? Ân hận và hối lỗi. Đấy, như vậy chúng ta thấy cái tâm trạng của dế Mèn đó là gì? Dế Mèn đã thể hiện cái sự ân hận, sự hối lỗi. Đấy, nâng đầu dế Toát vừa thương vừa ăn năn hối lỗi. Rồi là gì? Chôn xác dế Toát vào cái bụi cỏ tùm. Như vậy cô sẽ dùng kỹ thuật chuyên gia tâm lý để tìm hiểu về bài học của dế Mèn. Như vậy thứ nhất là gì? Qua cái hành động của dế Mèn thì em có nhận xét gì về sự thay đổi tâm lý của dế Mèn? Theo em thì sự thay đổi đó có hợp lý không? Và chính cái sự ăn năn ấy đã giúp ta hiểu thêm về tính cách của dế Mèn. Đó là tính cách nào? Đấy, như vậy các em chúng ta thấy là cái sự thay đổi của dế Mèn, tâm lý của dế Mèn này, nó gì? Nó bất ngờ xong nó lại hợp lý. Bởi là gì? Bởi cái chết của dế Toát đã tác động mạnh mẽ tới cái suy nghĩ của dế Mèn. Vì dế Mèn sốc nổi xong là không ác ý. Đấy, sốc nổi nhưng mà không ác ý. Ở đây là gì? Có cái sự biến đổi về tâm lý. Tức là từ thái độ kiêu ngạo, đấy, hống hách sang cái thái độ là hối hận và ăn năn. Đấy. Như vậy chúng ta thấy thành công của tác giả đó là gì? Cái nghệ thuật xây dựng và miêu tả cái tâm lý nhân vật. Đó là thành công của tác giả Tô Hoài. Như vậy thì về chuyên gia tâm lý, cái thứ hai đó là gì? Cuối truyện là hình ảnh dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nấm mộ của bạn. Đấy, và em thử hình dung và lý giải cái tâm lý của dế Mèn lúc này, rút ra bài học. Đấy, như vậy chúng ta thấy dế Mèn đứng trước cái nấm mộ của bạn đó là gì? Ân hận vì cái thói ngông cuồng dại dột của mình đã dẫn đến cái chết thảm thương của dế Toát. Và tự hứa là gì? Thay đổi tính nết, từ bỏ cái thói hung hăng, ngỗ nghịch và kiêu ngạo. Và gì? Xin dế Toát tha thứ và khắc ghi cái câu chuyện đau lòng do mình gây ra. Nó là một cái bài học đường đời đầu tiên. Đấy, nó là bài học đường đời đầu tiên. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là bài học của dế Mèn. Bài học về cái thói kiêu căng. Đó là gì? Kẻ kiêu căng hống hách có thể làm hại người khác, khiến mình phải ân hận suốt đời. Đấy, cái bài học đường đời đầu tiên của dế Mèn rút ra sau cái chết của dế Toát đó là gì? Cái thói ngông cuồng của mình, đấy, trêu đùa khinh thường người khác, thỏa mãn cái niềm vui cho mình, đã gây ra cái hậu quả khôn lường, tức là phải ân hận suốt đời. Việc tác giả sử dụng cái ngôi kẻ thứ nhất do dế Mèn tự kể lại câu chuyện của mình đã khiến cho câu chuyện trở nên chân thực, khách quan. Và cái nhân vật thì có thể là gì? Có thể là bộc lộ được cái rõ cái tâm trạng, cái cảm xúc của mình khi mà đã trải qua. Đấy, qua cái ngôi kẻ, cái sử dụng ngôi kẻ thứ nhất. Như vậy thì cái thứ hai là bài học về tình thân ái. Đó là gì? Nên biết sống đoàn kết và giúp đỡ mọi người. Đấy, kiêu căng thì có thể là lý làm hại người khác, khiến cho là mình phải ân hận suốt đời. Và là gì? Nên biết sống đoàn kết với mọi người, đó là bài học về tình thân ái. Đấy. Và đây là hai bài học để trở thành người tốt từ câu chuyện của dế Mèn. Đó là bài học về tính kiêu căng và bài học về tình thân ái. Các em chúng ta vừa được tìm hiểu về nhân vật dế Mèn. Đấy, dế Mèn là như vậy. Còn nhân vật dế Toát thì sao? Chúng ta sang phần thứ ba, nhân vật dế Toát. Như vậy thì đối với phần này, các em chúng ta sẽ thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập cho cô. Yêu cầu hoàn thành phiếu học tập đó là gì? Về cái hình dáng, về cách sinh hoạt và ngôn ngữ của nhân vật dế Toát. Về thời gian của thảo luận đó là 5 phút. Nào, như vậy cô sẽ hướng dẫn các em hoàn thành cái phiếu học tập này. Thứ nhất là về hình dáng. Về hình dáng của dế Toát đó là gì? Trạc tuổi dế Mèn. Đấy, trạc tuổi dế Mèn. Nhưng mà cái hình dáng về người thì sao? Người thì lại gầy gò, dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc viện. Nó đối ngược với cái nhân vật dế Mèn.
đấy, người thì gầy gò dài lêu nghêu, rồi là cái cánh thì cánh sao, cánh diễm này thì dài nhưng mà cánh dễ chót ở đây là ngắn củng như người cởi trần mà áo ghi lê, còn cánh của diễm này thì dài đến tận chấm đuôi đấy. Rồi là gì, đôi càng thì bè bè nặng nề, râu thì cụt có một mẩu, còn mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đấy, như vậy chúng ta thấy cái hình dáng của nhân vật dế choắt nó đối ngược lại với nhân vật dế mèn. Đó, còn cách sinh hoạt thì sao? Cách sinh hoạt của dế choắt đó là gì? Ăn sồi ở thì. Đấy, ăn sồi ở thì. Theo đánh giá của dế mèn là dế choắt ăn sồi ở thì. Còn về ngôn ngữ, ngôn ngữ thì khi mà đối với dế mèn thì lúc đầu thì là gì? Gọi anh xưng em. Đấy, trước khi mất thì là gì? Gọi anh xưng tôi. Và nói là gì? Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi sẽ mang vạ vào thân. Đấy, đấy là khi mà nói với dế mèn. Khi mà nói với chị Cốc thì như nào? Đó là gì? Van lại và xưng hô là chị và em. Đấy, van lại và xưng hô chị và em. Như vậy chúng ta thấy cái nhân vật dế choắt là về cái hình dáng, về cách sinh hoạt và ngôn ngữ, như vậy chúng ta thấy về cái nghệ thuật ở đây đó là miêu tả sử dụng những cái thành ngữ đó, và thấy được rằng dế choắt là một người như nào, gầy gò ốm yếu nhưng mà lại rất khiêm tốn nhã nhặn và bao dung độ lượng trước cái tội lỗi của dế mèn. Đấy, đấy là nhân vật dế choắt. Như vậy chúng ta vừa khám phá xong toàn bộ các vấn đề trong văn bản bài học đường đời đầu tiên. Các em sẽ cùng cô chuyển sang phần thứ tư của bài học ngày hôm nay, đó là phần tổng kết. Chúng ta sẽ đi tổng kết toàn bộ cái phần nội dung và nghệ thuật của văn bản. Đó là gì? Nhận xét về cái đặc điểm nghệ thuật và cái sức cuốn hút của tác phẩm và cái nội dung ý nghĩa của văn bản. Dù là gì? Em học tập được gì từ nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của Tô Hoài trong cái văn bản này? Em rút ra được cách đọc văn bản thuộc thể loại truyện đồng thoại. Đấy. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là phần nghệ thuật. Như vậy, nghệ thuật ở đây, thứ nhất là cách miêu tả loài vật sinh động, trí tưởng tượng độc đáo. Đấy. Cái nghệ thuật thứ hai là sử dụng các biện pháp tu từ như là nhân hóa và so sánh. Cái nghệ thuật thứ ba chúng ta cần nắm đó là gì? Kể chuyện bằng ngôi thứ nhất, tự nhiên hấp dẫn. Đấy, kể chuyện bằng ngôi thứ nhất, nhân vật của dế mèn tự kể chuyện, đúng không nào? Chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần nội dung. Nội dung ở đây chúng ta thấy thứ nhất là vẻ đẹp cường tráng của dế mèn. Dế mèn kiêu căng nông nổi gây ra cái chết của dế choắt. Dế mèn hối hận và rút ra bài học cho mình. Đấy, cái nội dung thứ hai đó là gì? Bài học về lối sống thân ái chan hòa, yêu thương giúp đỡ bạn bè, rồi cách ứng xử lễ độ khiêm nhường, tự chủ ăn năn hối lỗi trước những cái cử chỉ sai lầm. Chúng ta sang phần thứ ba, đó là cách đọc truyện đồng thoại. Như vậy thì những dấu hiệu nào giúp em nhận biết bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại? Đấy, như vậy các em chúng ta thấy những cái dấu hiệu đó là gì? Nhân vật là loài vật được nhân hóa. Trong văn bản bài học đường đời đầu tiên thì các nhân vật như là dế mèn, dế choắt, chị Cốc rồi chị Cào Cào, và cái thể hiện là cái đặc điểm sinh hoạt của loài vật. Đấy. Và một cái yếu tố nữa đó là gì? Một cái dấu hiệu nữa đó là ngoại hình của dế mèn được miêu tả bằng những cái chi tiết đặc trưng cho loài dế. Đó là râu, rồi đôi càng, đôi cánh, rồi đầu, rồi cái răng. Đấy. Một cái dấu hiệu nữa đó là cái hành động của dế mèn như là gì? Đạp phanh phách lên các ngọn cỏ, rồi là dế mèn đào hang. Đấy là các dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại. Như vậy thì cách đọc truyện đồng thoại như thế nào? Như vậy chúng ta thấy nhận biết về các yếu tố của truyện kể nói chung, đó là nhân vật, cốt truyện, rồi người kể chuyện, rồi lời người kể chuyện và lời nhân vật. Không? Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta chỉ ra được đặc trưng riêng của truyện đồng thoại. Đi sâu vào
tìm hiểu điệu bộ, hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ và tính cách của nhân vật, vân vân. Đấy, mà chúng ta sẽ phát hiện cái bài học cuộc sống mà truyện muốn thể hiện. Rồi, chúng ta phải liên hệ cái bài học cuộc sống ấy với bản thân các em. Đấy, liên hệ với bản thân các em. Đúng nào? Đấy là cách đọc truyện độc thoại. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Phần luyện tập chúng ta có các bài tập vận dụng. Như vậy, cô sẽ tổ chức cho các em chơi cái trò chơi rung chuông vàng. Đấy, chúng ta sẽ, cô sẽ có các câu hỏi và chúng ta sẽ có 10 giây suy nghĩ. Nào, chúng ta sẽ có 10 giây suy nghĩ. Rồi, các em chúng ta bắt đầu được chưa nào? Chúng ta đi vào câu thứ nhất. Đó là gì? Đoạn trích bài học đường đời đầu tiên được trích từ tác phẩm nào? Nào, được trích từ tác phẩm nào? Rất là đơn giản đúng không nào? Trích từ tác phẩm đó là gì? Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Đấy, và mới vài giây mà chúng ta đã trả lời chính xác. Đó là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký đúng không nào? Chúng ta sang câu số 2 là đoạn trích nằm ở phần nào của tác phẩm? Ở phần nào các em? Nhưng mà đây cô giảng rồi đó. Phần tác phẩm đấy, gồm có 10 chương đấy. Như vậy thì đoạn trích này nằm ở phần, ở chương 1. Nào, ở chương 1. Đó. Chúng ta sang câu thứ 3. Đó là gì? Hai nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai? Nhân vật chính trong đoạn trích trên, đương nhiên là gì? Dế Mèn và Dế Choắt. Đúng không nào? Nhân vật chính. Chúng ta sang câu số 4. Phương thức biểu đạt chính của đoạn này là gì? Phương thức biểu đạt chính nha. Đó là phương thức biểu đạt tự sự. Đấy, phương thức biểu đạt tự sự. Chúng ta sang câu số 5. Đoạn trích bài học đường đời đầu tiên được kể lại theo lời của nhân vật nào? Được kể lại theo lời của nhân vật Dế Mèn các bạn đúng không? Dế Mèn đã tự kể lại câu chuyện. Ngôi thứ nhất. Chúng ta sang câu số 6. Đó gì? Tác giả đã khắc họa vẻ ngoài của Dế Mèn như thế nào? Vẻ bên ngoài của Dế Mèn, về hình dáng, về bề ngoài đó là gì? Khỏe mạnh, cường tráng và mạnh mẽ. Khỏe mạnh, cường tráng và mạnh mẽ. Chúng ta sang câu số 7. Tính cách của Dế Mèn trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên như thế nào? Tính cách như nào? Dế Mèn là một chú dế gì? Hung hăng, kiêu căng và coi thường các con vật khác. Đấy. Như vậy chúng ta đã vừa chơi một trò chơi rung chuông vàng với 7 câu hỏi. Các em chúng ta sang phần tiếp theo, đó là bài tập vận dụng. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là bài tập vận dụng. Như vậy chúng ta hãy chia sẻ. Thứ nhất là gì? Hiện nay trong cuộc sống, đặc biệt là trong lớp học, vẫn còn hiện tượng Dế Mèn. Giả sử là em gặp những hiện tượng này thì em sẽ nói với bạn như thế nào? Và em rút ra bài học, rút ra được cái bài học mà ứng xử như thế nào cho bản thân qua cái câu chuyện Dế Mèn. Đó là gì nhỉ? Các em chúng ta thấy sau khi mà học xong chuyện Dế Mèn, chúng ta có thể rút ra được bài học có cách ứng xử. Đó là gì? Sống thân ái, chan hòa. Rồi là phải yêu thương giúp đỡ bạn bè. Rồi là đoàn kết ở trong lớp, trong trường. Và cần có cách ứng xử lễ độ này, khiêm nhường. Rồi là cái gì? Sự tự chủ. Nếu mà chẳng may chúng ta mắc phải những cái sai lầm thì nên là gì? Ăn năn hối lỗi trước những cái sai lầm của mình. Đấy. Chúng ta có thể chia sẻ. Thứ hai, đó là gì? Từ cái trải nghiệm và cái bài học của Dế Mèn thì em hiểu thêm điều gì về lỗi lầm của những người ở lứa tuổi mới lớn, và cái thái độ cần có trước những cái lỗi lầm có thể mắc phải ở trong cuộc sống. Đấy, cô gợi ý cho các em nhé. Chúng ta thấy là qua câu chuyện Dế Mèn thì khiến chúng ta hiểu là gì? Vì là gì? Dế Mèn mới lớn sống trong một thế giới nhỏ bé quanh quẩn gồm những người hiền lành, nên là đã lầm tưởng cái sự ngông cuồng này là tài ba của mình, và có cái thái độ kiêu căng, tự phụ, sốc nổi. Đây cũng là những cái lỗi lầm dễ mắc phải của những người ở lứa tuổi mới lớn. Đó. Cái thái độ cần có trước những lỗi lầm đó là gì?
chúng ta phải biết nhận ra và sửa những cái sai lầm của chính mình mắc phải, và phải tự trọng, biết nghiêm khắc trước những cái thiếu sót của mình. Đấy, trước những cái lỗi lầm chúng ta phải nghiêm khắc trước những cái thiếu sót của mình. Đúng không nào? Chúng ta sang phần viết kết nối với đọc. Như vậy yêu cầu của phần này đó là gì? Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, kể lại một sự việc trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên bằng lời kể một nhân vật sao em tự chọn. Đấy, chúng ta viết năm khoảng 5 đến 7 câu thôi. Đúng nào? Như vậy thì đối với phần viết này, các em chúng ta sẽ tự viết vào vở ở nhà. Tự viết vào vở ở nhà, viết vào vở của mình. Đúng nào? Đấy. Các em thân mến, các em cùng với cô vừa tìm hiểu xong toàn bộ văn bản bài học đường đời đầu tiên. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có một sức khỏe thật tốt, học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo, những video sau. Xin chào các em.